Sau đây là sự tư vấn của chúng tôi với động cơ liền giảm tốc NMRV mặt bích vỏ nhôm. Thì ưu điểm của giảm tốc mặt bích là nó có thể xoay 180 độ hay là nhiều trường hợp là 360 độ. Ốc vít có thể bắt ở đây, cũng có thể bắt ở vùng dưới này. Thì mình treo lên tường, treo các cái điểm cao, những cái nơi nào mà cần trọng lượng nhẹ thì sẽ rất là tiện. Thế thì thường ấy, với những cái giảm tốc mặt bích vỏ nhôm là MRV, nếu mà là motor 90W thì sẽ lắp với size 30, tức là khoảng cách từ tâm trục ra đến tâm trục vào là 30mm. Với motor điện mà 180W hoặc 120W, tốc độ 1400 thì lắp với size 40. Motor điện nửa ngựa 370W hoặc là motor 250W 1400 thì cũng có thể lắp với size 50. Với những cái giảm tốc có thì số truyền từ 80 trở xuống. Rồi chúng ta bàn đến động cơ điện một ngựa 0.75kW 750W. Thì với tỷ số truyền mà dưới 60, từ 60 trở xuống thì chúng ta lắp với giảm tốc là MRV size 63. Còn nếu mà là tỷ số truyền trên 60 thì lên lắp với size 75 thì nó sẽ bền hơn. Vì giảm tốc càng nhiều vòng thì cái bánh răng của chúng ta càng lên có độ khỏe, độ dày và độ nặng hơn.